Ngày 25 tháng 4, trong phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ tuyên phạt Nguyễn Thanh Hải, 54 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án năm 2014, Nguyễn Thanh Hải đưa hai người em của mình đến thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục xuất cảnh sang Hàn Quốc. Lợi dụng việc này, ông Hải đã nổ với nhiều người rằng mình có khả năng làm hồ sơ và các giấy tờ cần thiết để xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc với giá từ 55 đến 70 triệu đồng một hồ sơ. Theo đó, người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động chỉ cần đưa cho ông Hải bản sao giấy chứng minh nhân dân, ảnh, số hộ khẩu và hộ chiếu. Sau đó, ông Hải sẽ tự liên hệ để giúp họ được cấp visa từ Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh. Để bị hại tin tưởng, ông Hải làm biên nhận khi nhận tiền và hứa trong khoảng thời gian 2 đến 4 tháng sẽ làm xong thủ tục. Tuy nhiên, sau khi đưa tiền và chờ đợi quá lâu mà vẫn không thấy ông Hải thông báo gì về việc đi xuất khẩu lao động, các bị hại làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của ông Hải đến cơ quan công an. Qua quá trình điều tra từ năm 2014 đến năm 2016, với thủ đoạn trên, Nguyễn Thanh Hải đã lừa của 19 bị hại và chiếm đoạt 667 triệu đồng.